Xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong cái video clip của ngày hôm nay thì shop em giới thiệu với các bác một loạt những cái siêu phẩm chân dài của JBL cũng và của Pioneer. Tất cả những cặp loa này thì đều là hàng chân dài các bác nhé. Vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke được. Đây là những cái dòng loa mà của Mỹ rất nổi tiếng rồi. Đây là hai cái hãng, JBL là một cái hãng rất nổi tiếng của loa Mỹ, cũng giống như là cái dòng Pioneer thì dòng khá quen thuộc với tất cả các anh em các bác chơi audio tại Việt Nam của dòng loa Nhật. Và các bạn nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các cái video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi Euro trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và cái cặp loa đầu tiên thì em muốn giới thiệu với các bác một cặp loa của hãng JBL. Nó có model là JBL L3. Cặp loa này thì có một cái bát là 22 cm màng giấy và gân cao su mút các bác nhá. Và một con chép titanium rất là lớn, khoảng 14 cm. Cặp loa này thì cao là 82. Tất cả cái vỏ bên ngoài được lạng một lớp gỗ sồi, cực kỳ đẹp mắt luôn. Lưới của nó là lưới nhựa các bác nhá, lưới nhựa zin nguyên bản tuyệt đối, các cái chấu đây zin nguyên bản tuyệt đối luôn. Loa thì có lỗ thở ở phía đằng sau nhá, rất là lớn luôn. Đây em quay đằng sau để cho các bác xem. Lỗ thở rất là lớn luôn. Đấy, cầu loa đặc trưng của JBL rồi. Đấy, JBL L3. Đấy, trở kháng là 8 ôm. Những cái dòng JBL này thì họ không ghi công suất, nhưng theo kinh nghiệm và thông thường, những cái cặp loa như thế này thì nó rơi vào khoảng 100W cho một chiếc. Loa rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Dòng này dòng cực kỳ chất lượng, dòng L cực kỳ chất lượng. Đây là dòng loa cây các bác nhá, loa cây với vân gỗ này, gỗ sồi cực kỳ đẹp luôn. Em mở tiếp căng bên này cho các bác xem. Đó, cũng rất là đẹp luôn. Đấy, một cặp loa bát 22 cm màng giấy, gân mút à gân cao su non nguyên zin tuyệt đối, bày trong các cái không gian như căn phòng có đồ gỗ nội thất hoặc là những căn chung cư trong diện tích khoảng từ 25 mét vuông trở xuống thì cặp loa này vừa sang trọng, vừa nghe vừa hát karaoke rất là tuyệt vời. Và giá thành của những cặp loa này ngày hôm nay tại shop Kiên Trung Audio giá rất rất tốt luôn các bác nhá. Trước đây những cặp loa này thì không dưới 10 triệu, nhưng ngày hôm nay trong cái video clip này shop em giao lưu với các với cái giá chỉ có 7,5 triệu đồng cho cặp loa JBL L3. Cực kỳ đẹp, zin nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn. Đây là cặp loa thứ nhất, cặp loa của hãng JBL. Chuyển sang mấy cái cặp loa của hãng Pioneer cũng đều là siêu phẩm chân dài. Thì đầu tiên thì em giới thiệu với cặp loa Pioneer HF10. Đây là một cái dòng loa mà rất là đặc biệt, nó gồm hai bát 25 nhá, một trung một chép. Loa thì màu đen nhá, loa thì màu đen xi vân gỗ, xi đen vân gỗ đó. Tuyến loa còn zin nhá, còn khá là đẹp luôn. Đây các bác nhìn các cái mảng loa, các cái gông kiềng của nó sáng choang luôn. Đây là một cặp loa rất đặc biệt. Cái dòng HF ấy, thì nó chỉ có mấy đời thôi, HF7, HF9 và HF10. Thì đây là một cái dòng mà HF là hết dòng hết số. Nó gồm hai bát 25 cm, một trung một chép. Loa thì có chiều cao là 98 cm, chiều rộng thì 32 cm, 32 cm, nhưng mà chiều sâu rất là sâu luôn. Chiều sâu rất là sâu, chiều sâu cái này thì khoảng 38 cm.
38 gần 40 cm. Đặc biệt của cái dòng loa này ấy, thì nó nằm ở hai con bát này, hai bát thật các bác nhé. Đây là một hai con bát cực kỳ đặc biệt. Nó là hai bát 25 và cặp loa này là không có gân. Bát này là bát không có gân. Đây là thiết kế đặc biệt của hãng Pioneer. Loa không gân nhưng mà nhện thì lại hai tầng. Một nhện phíp và một nhện bình thường. Nên là cho tiếng bát uy lực và chịu đòn rất là tốt luôn. Tiếng bát xuống cực sâu luôn. Loa thì có lỗ thở ở phía dưới, ở đằng trước mặt. Thế nên các bác kê bày trong không gian gia đình nhà mình, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke với cặp loa này, em đảm bảo là không cần phải súp. Với cái giá thành dưới 10 triệu cái cặp loa này thì quá là ok luôn, vừa nghe vừa hát. Nếu các bác nào muốn vừa trưng bày mà vừa hát karaoke trong cùng một cặp loa thì em đảm bảo rằng cặp loa này là cái cặp loa xứng đáng để các bác chỉ cần một cặp loa này thôi, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke mà không cần phải súp, không cần bất cứ một cái gì để bổ trợ, kể cả tiếng và lời các bác nhá. Trong cái không gian tầm 30 mét trở xuống với cặp loa như này thì quá tuyệt vời luôn. Cặp loa HE10 có trở kháng là 8 ôm, công suất là 200W một chiếc, em nhắc lại là 200W một chiếc. 400W cho một cái cặp loa như này, chịu đòn cực kỳ tốt vì cái nhện hai tầng, trong đó có nhện phíp. Đó. Tiếng rất là hay luôn. Loa thì đầy đủ tem mác lưới, góc cạnh thì ok, không bể lở. Đấy. Còn khá là sạch sẽ luôn. Góc cạnh thì ok. Cặp loa này thì hôm nay bên em giao lưu với các bác với cái giá rất là tốt luôn. Những cặp này trước đây thì không có cái shop nào bán dưới 10 triệu cả. Nhưng trong ngày hôm nay, trong cái video clip này thì shop em để cho các bác với cái giá rất là tốt này. Chỉ có 8 triệu đồng cho cặp loa Pioneer HF10. Hai bát 25 công suất 400W một cặp này. Nghe nhạc hát karaoke tuyệt vời luôn. Đó. Đấy là cặp loa thứ hai. Chuyển sang một cặp loa thứ ba cũng là một cặp loa của hãng Pioneer. Cặp này nó có model là Pioneer 99 tờ win X. Dòng tờ win thì nó có hai dòng, 77 tờ win và 99 tờ win. Và mỗi dòng tờ win 77 thì nó có lại và 99 thì nó lại có hai phiên bản. Thì đây là phiên bản 99 tờ win X, là cái bản cuối cùng hết dòng vé số của cái dòng 99 này, tờ win 99 này. Đó. Cặp này thì có cái màu màu xi bóng các bác nhá, màu xi bóng, màu nâu đỏ. Rất là đẹp. Đó. Góc cạnh thì vuông đét luôn. Góc cạnh thì vuông đét luôn. Ở mặt trước thì họ bố trí là mỗi cặp, mỗi chiếc loa thì gồm hai bát 22 cm. Hai bát thật 22 cm và ở giữa là một con chép kèn. Rất là đẹp luôn. Loa thì bo cạnh và cái lưới của nó cũng bo cạnh tròn, bo cạnh bo góc rất là đẹp luôn. Này, các bác nhìn này. Cái mặt loa nó dày đến 4 cm này, loa rất là nặng. Cặp loa này một chiếc là nặng 40 kg. Cặp loa sản xuất năm 1990. Có chiều cao là 1 m. Chiều rộng là khoảng 30 31 cm và chiều sâu cũng rất là sâu luôn, sâu khoảng 38 cm. Loa rất là nặng, 40 kg một chiếc các bác nhá. Bác lưu với em 40 kg một chiếc, lỗ thở ở phía sau. Cầu loa đánh được BY, các bác nhìn cầu loa là thấy uy tín chưa? Đấy, cầu loa đánh được BY. Lỗ thở, hai lỗ thở được thiết kế đấy, ở phía đằng sau dành cho hai con bát. Tiếng cực uy lực, công suất là 100, không biết là 160W hay là một hay là 180W một chiếc ấy. Em cũng không nhớ rõ lắm. Đó. Nhưng mà nó rơi vào tầm khoảng 160W một chiếc. Trở kháng thì dòng này là luôn luôn nó là 6 ôm. Và cái giải trầm của nó theo thiết kế xuống rất là sâu, xuống được 28 Hz. Loa thì bố trí ở phần nó là loa cây nên là có một cái chân
khoảng 4 cm. Đây là cái tem mác của nó này, tem mác in thẳng thân thùng. Cái này em chưa lau, các bác nhìn này, em chưa lau, em lau một cái sạch luôn. Đó. À, em lau một cái sạch luôn. Đấy, nét căng luôn. Pioneer S99 Twinix đó. Dòng này thiết kế rất là độc đáo mà đẹp mắt. Tất cả các cái viền này là bằng nỉ hết các bác nhé. Cái góc cạnh này họ làm bằng nỉ. Chân cầu loa rất là uy tín luôn. Màng giấy, gân vải, zin tuyệt đối luôn. Một con chóc kèn rất là lớn. Màng carbon tổng hợp, không phải màng giấy này. Gân vải cực kỳ mềm luôn, tiếng bát cực kỳ uy lực luôn. 99 Twinix, thiết kế đẳng cấp, sang trọng, tiếng bát cực kỳ uy lực. 40 kg một chiếc loa này, rất là gấu luôn. À, vỏ thì là màu nâu hơi bóng nhá, màu nâu, nâu đậm, nâu đỏ hơi bóng. Thiết kế rất là đẹp mắt luôn. Công suất thì 160W một chiếc, sản xuất 1990. Tiếng ra thì cực kỳ uy lực với cái dòng này. Các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt luôn. Gân nó mềm như thế này cơ mà các bác, gân cực mềm luôn, gân vải rất là đẹp luôn. Giá thì cặp này thì trên thị trường 14-15 triệu, rẻ nhất là 13 triệu. Nhưng ngày hôm nay trong cái video clip này thì shop em bán với giá rất là tốt luôn, giá chỉ có 12 triệu đồng cho cặp loa này. 12 triệu đồng cho cặp loa 99 Twin X nhá. Các bác lưu ý là Twin X là dòng cuối thì nó mới cái màu gỗ nâu đỏ như này và công suất lớn và cái tiếng cái chép kèn nó mới đẹp như thế này. Giá chỉ có 12 triệu đồng. Giá rất tốt và duy nhất chỉ có tại Kiên Trung Audio. Đây là cặp loa thứ ba. Chuyển sang một cặp loa thứ tư, đây là một dòng hết số của cái dòng loa cây của Pioneer. Nó mang cái model là Pioneer HS100. Dòng này thì nó có dòng là HS10 và HS100, vì đây là phiên bản hết dòng hết số của dòng dòng HE, chứ xin lỗi các bác. SHE100. Nó gồm là hai bát 25 cm, màng carbon tổng hợp, ngân mút các bác nhé, ngân zin tuyệt đối luôn đây này. Đấy, cặp này về bên em thì lại là ngân zin tuyệt đối luôn. Đó. Ngân zin tuyệt đối luôn. Hai bát 25, một cái kèn đẳng cấp luôn, bóng piano luôn, đó. Bóng nhảy luôn các bác nhé. Đây, dòng này cái horn đây này, nó đề là gì đây này, tiếng Tây thì em cũng không được, nhưng mà đây là cái kèn mà là mà rất là đẳng cấp đây này. Đó. Cái chữ này thì em không dịch được. Đó. Horn là kèn rồi, còn ba cái trên này thì em không biết. Đây. Rất là đẹp luôn, cực kỳ mới và đẹp xuất sắc luôn. Loa thì có được bố trí hai cái lỗ thở. Đó, các bác nhìn nhá, hai cái lỗ thở phía đằng trước. Nhìn tổng thể rất là gấu luôn. Loa thì cũng có chân khoảng 5 cm ở phía bên dưới. Chữ cũng được in thẳng vào thân thùng luôn. Con này thì nó là đàn anh của con 99 Twin X rồi. Thiết kế kiểu dáng loa cây cái dòng này của Nhật thì nó cũng khá tương đồng. HE100 thì là sản xuất 1992 sau cái đời của 99 Twin X và được bố trí là hai cái bát là 25, công suất là 120W một chiếc. Độ nhạy thì cũng rất là cao, 95-96 decibel. Cặp loa này nặng 42 kg một chiếc, cao 1m1, rộng 32 và sâu thì cũng rơi vào tầm 40-42 cm, cực kỳ to cao và nặng các bác nhé. Đây các bác nhìn này, em với lên thì em mới xoay được cái loa này, đẹp xuất sắc luôn, không có điểm chê của cặp loa này.
Màu nâu, màu nâu đỏ vân gỗ. Loa thì không spa, không tua tát, ly nguyên bản tuyệt đối. Hai cái bát này thì có hai cái mảnh căng để che nó vào các bác nhé. Đây là bên em vẫn còn chưa lau chùi này. Đó, vẫn còn rất là bụi này. Với cặp loa Pioneer SHE 100 thì bên em giao lưu với các bác với giá cũng rất là tốt luôn. Giá tại thời điểm này tại shop Kiên Trung Audio giá chỉ có 16,5 triệu đồng cho cặp Pioneer SHE 100 zin nguyên bản tuyệt đối từ gân luôn. Đấy, từ gân luôn các bác nhé, từ gân luôn. Nguyên bản 100% và chưa sử dụng tại Việt Nam. Với giá rất là tốt chỉ có 16,5 triệu đồng. Trên đây là bốn cái cặp loa cây mà em muốn giới thiệu với các bác ngày hôm nay. Một cặp JBL L3 giá 7,5 triệu đồng. Một cặp Pioneer HF10 giá chỉ có 8 triệu đồng. Một cặp Pioneer 99 Twinix giá chỉ có 12 triệu đồng. Và cuối cùng là cặp Pioneer HSE 100 giá chỉ có 16,5 triệu đồng. Tất cả những cặp loa của ngày hôm nay em giới thiệu đều có thể vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke trong gia đình nhà mình rất là tốt luôn. Đây là những cặp loa mà chân dài và gần như hết dòng hết số của mỗi cái model, chỉ có cái dòng L3 này thì nó xinh và nó đẳng cấp khác. JBL thì nó đẳng cấp của Mỹ rồi. Còn Pioneer thì cũng là thuộc dạng là đẳng cấp của hàng Nhật. Khi về Việt Nam thì rất nhiều các bác ưa chuộng cái dòng Pioneer thế này. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các cái sản phẩm khác. Hôm nay thì bên em sẽ về được một cặp Yamaha NF1000 motor màu đen zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Bác nào rất là mới luôn, bác nào mà muốn sưu tầm một cái cặp Yamaha 1000 motor nguyên zin nguyên bản, đây vẫn còn cái bụi lông ở phía trong em còn chưa moi được ra nhé, rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. À, cái chung cái chép này vẫn còn xanh lét mỏ vịt này, màu cổ vịt này rất là đẹp luôn. Rồi những dòng loa Onkyo D77 XG XD Pioneer 616 hàng đẹp long lanh các bác nhá, giá cực kỳ hợp lý trong thời điểm hiện tại. Và đặc biệt thì giới thiệu với các bác hai cặp loa của hãng Yamaha, Yamaha NS1000 Studio. Đây là hai cặp loa mà bất kỳ phòng thu thẩm âm nào trên thế giới đều sở hữu. Dòng này là dòng nằm ngang nhé các bác nhé. Nó là 10M Studio cực kỳ hiếm luôn. Em nói là cực kỳ hiếm luôn. Rồi với những cái dòng mà loa đứng kia thì đó là khác. Nhưng mà dòng kiểm âm NS10 Studio này thì là cực kỳ hiếm luôn. Giá shop bên em thì đang bán với cái giá chỉ có 8 triệu đồng thôi. Còn cái này mà có những thời điểm lên mười mấy triệu cơ. Nhưng bên em ngày hôm nay giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 8 triệu đồng cặp loa Yamaha NS10M Studio. Giá rất là tốt luôn các bác nhá. Mà cái cặp này không phải lúc nào cũng có. Nó nhỏ nhưng mà nó là tí nhỏ có võ các bác nhé. Trên đây là mấy cặp loa mà ngày hôm nay shop em muốn giới thiệu với các bác. Mọi nhu cầu về giao dịch, trao đổi mua bán thì mời các bác liên hệ với Kiên Trung Audio theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Các bác nào ở xa thì bên em sẽ chụp ảnh chi tiết để gửi cho các bác. Các bác nào ở gần thì qua shop em, ngõ 562 Phú Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để trực tiếp test và xem sản phẩm. Shop Kiên Trung thì luôn luôn có những dòng loa mà giá phải chăng bình dân để vừa mua bán để trao đổi với tất cả các bác yêu âm thanh trên toàn quốc. Video của ngày hôm nay shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.